Xin chào quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô xe hơi. Và ngày hôm nay thì nhân dịp đầu xuân năm mới, em Hương xin gửi đến anh chị và các bạn báo giá đối với dòng xe Ford Everest sau chương trình sau Tết. Và lời chúc đầu xuân năm mới, em chúc quý anh chị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay thì em Hương xin gửi đến anh chị chính sách bán hàng đối với dòng xe Ford Everest 7 chỗ nhập Thái Lan nguyên chiếc bên em. Hiện tại thì tất cả các mẫu xe Ford Everest 7 chỗ bên em đối với phiên bản một cầu hay hai cầu đều đầy đủ các màu, bao gồm màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu đen và màu bạc, có thể giao ngay. Em xin phép được báo giá đối với dòng xe Ford Everest phiên bản một cầu Titanium với giá niêm yết là 1.181.000.000 đồng. Hiện tại đối với chính sách giá bán của dòng xe này, bên em đang hỗ trợ giảm giá lên tới 50.000 đồng. Và ngoài ra hiện tại bên em đã có VIN 2021 với chính sách giá bán linh hoạt và model 2020. Vì thế quý vị anh chị các bạn có nhu cầu đối với dòng xe hay VIN, cần nhu cầu báo giá như nào, vui lòng gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình 0983012778. Đối với dòng xe Ford Everest phiên bản biturbo 2 cầu với giá niêm yết là 1.399.000 đồng thì chính sách giá bán của bên em hiện tại cũng đang giảm giá lên tới 50.000 đồng. Và em cũng chia sẻ lại là chính sách giá bán của bên em sẽ linh hoạt tùy theo thời điểm, và cũng như giá bán sẽ linh hoạt theo từng tháng. Vì thế quý vị anh chị các bạn có nhu cầu mua xe thời điểm nào, vui lòng gọi cho em Hương theo số điện thoại trên màn hình. Em Hương sẽ cam kết báo giá một cách chi tiết nhất, báo giá tốt nhất gửi đến quý vị anh chị và các bạn. Hiện tại đứng bên cạnh em đây đó là hai mẫu xe được rất nhiều quý khách hàng lựa chọn, một bên là màu trắng và một bên là màu ghi vàng, là một trong những màu xe được rất nhiều quý công ty cá nhân lựa chọn. Ngoài ra thì đối với dòng xe này có rất nhiều mẫu cũng như màu sắc đa dạng hợp với mệnh cũng như phong thủy của khách hàng. Vì thế anh chị các bạn cần những cái màu sắc thực tế thì inbox qua Zalo cho em để em Hương sẽ gửi đến phần chi tiết màu sắc cũng như là chi phí lăn bánh gửi đến quý vị anh chị và các bạn. Đặc biệt đối với dòng xe này thì chi phí lăn bánh ở Hà Nội và các thành phố lớn sẽ là 12% thuế trước bạ và tiền biển là 20 triệu. Còn đối với ở tỉnh sẽ là 10% thuế trước bạ và ở tỉnh thì sẽ là tiền biển 1-2 triệu. Và bao gồm các chi phí khác như chi phí đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm sự và bảo hiểm thân vỏ rơi vào tầm khoảng 16-17 triệu. Như vậy, đối với dòng xe này, quý vị, anh chị, các bạn sẽ chuẩn bị cho em rơi vào tầm khoảng 160 triệu là bao gồm chi phí lăn bánh. Và ngoài ra thì bên em vẫn hỗ trợ quý vị, anh chị, các bạn nhân dịp đầu xuân năm mới chương trình khuyến mại, phụ kiện và đặc biệt là hỗ trợ anh chị các bạn vay trả góp ngân hàng lên tới 80% và với mức lãi suất ổn định cũng như cố định thời điểm anh chị vay 1 năm, 2 năm, 3 năm với lãi suất ổn định. Ngoài ra thì bên em sẽ có thể thời gian vay tối đa đến 8 năm và tối thiểu đến 3 năm để quý vị anh chị có vẻ cân đối tài chính để lựa chọn cho mình cái gói lãi suất ngân hàng cũng như thời điểm vay kéo dài như thế nào. Sau đây thì em sẽ quay giới thiệu tổng quan qua về chiếc xe Ford Everest phiên bản 1 cầu hay 2 cầu biturbo và để quý vị anh chị các bạn có thể chiêm ngưỡng đến đối với dòng xe 7 chỗ của bên em. Đây. Lại quay hai video à? Không. Chỉ quay này thôi. Không, quay dạ vâng, vừa rồi thì em Hương có gửi đến anh chị và các bạn báo giá chương trình bán hàng Everest sau Tết
quý vị, chị, các bạn có nhu cầu hãy gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình để em Hương sẽ báo giá chi tiết đến quý vị, anh chị, các bạn một cách tốt nhất tại thời điểm anh chị lấy xe. Một lần nữa thì em Hương xin phép xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video gần nhất.